Bảo nhang Phước Úc khởi tương yên, nhan giả chí thành đăng bảo an nguyện cầu đệ tử bình an ni, Việt Nam thủ nền an vương thất ni, chuyển pháp luân ni, Nhật tăng huy kim niên kim nguyệt nhật thì đệ tử tâu quỳ Phật thánh mười phương, nước khói hương trên đàn giải thoát, thoáng mùi hoa ưu bát thơm bay. Nam mô Phật ngự phương Tây sen vàng ý, chói chói hiệu Phật này gì ý đà ngự trước tòa lưu ly bảo điện ý, Phật nhạc dưới trên cửu long ý, phun thủy quỳnh tiên ca ý đàn ý, đức tòa thì ngai vàng sờ sờ ơi phóng hào quang ý, rực rỡ vân niên đi.
tiền tả hữu ý. Bồ Tát Na Tăng Thiên Già Na Đức Hộ Pháp Ma Di Đà Thiên Tướng Vận Thần Thông Thiên đình
Quán Thiên Công Chúa Quế Quỳnh đôi bên, hội Quỳnh Tiên khăn điều, áo thắm trốn quảng ngàn, nội cấm vào ra cần môn tứ vị vua bà, công đồng thánh mẫu tam tòa, chúa tiên đền sòng sơn địa tiên, đền sòng sơn thờ địa tiên vương mẫu, chốn phủ dày nổi dấu thiên hương tình mời, thánh mẫu đệ tam xích lân lòng nữ ngự đền y thoải cung, năm quan hoàng tử tuần sắc rồng, trấn thủ năm phương, quản cai sơn hải đại sang, đông cuông tuần quan thường ngàn tối linh, triều thượng tướng tiền hậu lai, lê triều thượng tướng tả ít đáo lai, hiếu mời tứ vị khâm sai, thủ đền công chúa nên tài thần ý thông, thần cung thỉnh lục cung thần nữ
chính lục cung thần nữ quản chư tào. Phụng sự á sớm khuya pháp vân pháp vũ uy nghi, ăn đi bồn chi y phi phương đi linh thiên vương đi mão sầm đại giáp đi rồng đai giáp mi lốt thoải tề ngũ sắc phi phương cung thỉnh mời bát bộ sơn trang đức hoàng cầu ô thuận tiên nương khi trầu vào ý. Đền lưng lẫy uy nghi thổ công bản xứ linh kỳ ngoại giang hà ba sơn kỳ thần linh sắc cần thỉnh thiên binh lực sĩ thần vạn trị hùng binh loan mời liệt vị bách binh bình tùy bình tiếp ma hùng binh đáo đàn thiên chủ tống cực thập biến thiên vạn ước hà sa nam mô bái đạo nhi cực mời phật thánh đại đạo nhi đàn từ xin tuyệt mỏ mẹ con mở được thức sư ta tỏa tin thay hội đồng mộng xa nghi đàn duyên ngồi tề nhân tiên duyên đi văn con thiệu mời ngồi tề nhân tiên duyên đi ta phong chi thanh nhi thượng thiên đi mộng mộng chiêu đã giải hạ đô nhiệt nhiệt hương xa sao từ ngô tật sao bất tùy sư kinh tổng chi tâm kỳ cường nhân chú thiết thập phương đã cô nhắc vân căn bồ tát ma ma tát đã cô nhắc vân căn bồ tát ma ma tát đã cô nhắc vân căn bồ tát ma ma tát sân an thanh giai mô đề nghị chúa Chúa tiên quyền xưa mau ngự
thân Nam Mô Hương Vân Cung Sắc Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Vân Cung Sắc Bồ Tát Ma Tát Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Tát chiến xa nhi tả phát phát ni vói cù là chữ dịch ô binh nó pháp nam thành thành nì văn mà sơ sức lên thường nay văn sức lên ni ông về tô đời chép biên rõ ràng phi cho tiết chủ mình Thank you.
bạch bái cẩn ước kiến là bạch cao minh viên hữu cẩn tấu về Việt Nam có Bắc Ninh tỉnh thành phố Bắc Ninh Đại Phúc phường Phú Hòa 8 ý vũ linh quang điện thượng phúc phần thanh viên cúng giảng đông thiên tiên lễ bái đạo tạ bách nhật cầu tài lộc bản bệnh bình an tăng duyên thọ sự kim thần tín chủ thanh đồng trưởng thủ nhang lễ thể khảm pháp danh lễ thanh vinh bản bệnh sinh ngư kỷ dậu niên hành canh ngũ thập ngũ tuế do vị đại tu dẫn trình đệ tử tân đồng vũ hồng khanh bản bệnh sinh ngư đình mão niên hành canh tam thập thất tuế chi thiết tâm thành tu thiết lễ nghi hương hoa phụng tiên tiên lễ tạ bách nhật chính đồng mở phủ tôn nhang đội lệnh trả nợ tào quan mở có xin lộc đồng ra đẳng thìa thế dương thì bích hưởng bản bệnh sinh ngư tân mùi điên hành canh tam thập tam tuế đồng hún tiểu vũ duy anh bản bệnh sinh ngư kỷ xỉu điên hành canh thập ngũ tuế đồng vũ tú quỳnh bản bệnh sinh ngư canh thần điên hành canh thập tứ tuế đồng vũ minh huệ bản bệnh sinh ngư kỷ hợi niên hành canh ngũ tuế đồng gia đẳng chi thiết tân thành tu thiết lễ nghi hương hoa cùng tiến cầu tài cầu lộc cầu bản bệnh bình an sự đệ tử nay cân cao số hệ bởi thiên đình cha thương châm lính mẹ mến nhận đồng nay con nguyện cắt tóc làm tôi nối đời làm con xin Phật thanh cắt dây âm phủ du tội trần gian cho đệ tử con được phúc lại tài tông trên con thỉnh vua cha dưới con thỉnh mẫu mẹ hội đồng các quan công tứ phủ hòa quan hoàng quan quận thánh cụ thánh cầu cho đệ tử con được hưng long các khánh toàn gia chung bình an công thành danh đạt giải tam tái tội qua phúc đến bởi trần phàn còn lắm lỗi chưa thông xin các ngài từ bi hỷ xả cho thanh đồng trưởng con được bói thông soi đúng cho đệ tử tân đồng được sức khỏe dồi dào lộc tài vượng tiến cửa điện đây ngày càng tôi chú anh linh chiếc điện tiền đệ tử con quý tấu bạch rằng trên bái Phật sau con lại tam tòa thanh mẫu đức ông trần triều hiển lên thánh quý linh cho đệ tử con cúi lạy hội đồng tam tứ phủ con nhờ pháp sư này tấu trạng linh thông từ xưa nay ai chẳng số lệ thiên đình nay con vất vả nơi trần thế xin cung thỉnh đức ông trần triệu soi xét chỉ cho con chính đạo con đi trên trần thế con tu được chính quả hồi đền dòng hương mấy ngào ngạt đèn hào quang sáng rực ba tòa ngoài trời nay nhật nguyệt thanh phong xin phần thánh lục bộ trần triệu soi xét cũng ở tùy cung thỉnh trần triều hiển thánh nhân vũ hương đạo đại vương ngọc điện hạ trần triều cải thánh vương phụ vương mẫu vương tử vương tôn vị tiền lại lầm chứng giám lịch đế vương kế thế trị bình nhớ xưa đất cũ đông triều là nơi phát tích trần triều từ xưa tới thiên trường tức mặc đất thiêng gặp thời vận nước nguy nan quân nguyên đại phá ba lần đều tan tức thời bắt tướng phạm nhan chém đầu trị tội với ngoài núi sông tài cao chí lược nổi danh thế giới
đức ông vang khắp cả năm châu. Nay xin đức ông trần chiều giáng về cửa phủ, cửa điện linh quang đây rộng mở đường tu. Con các đệ tử đều tu nên đắc đạo tuế thứ thiên vận quý mão niên thập nguyệt sơ vũ nhật các thời. Đệ tử thành tâm vọng bái ông ta về chứng tỏ bằng cánh sớ tỏ sớ lá trang là chứng cho pháp sư kêu thấu tấu lỗi dần tròn vành rõ nét đủ ý đủ tình nhá. Là chứng cho đồng thầy họ Lê cùng gia chung đôi dòng phu thê thanh đồng họ Vũ họ Dương mẹ. Sớ chạm dựng nên kỳ ngân, sớ chạm dựng nên đi ông về tô đôi chép biến rõ ràng phi cho tiên chủ bình an nghỉ. Đôi chữ trường sinh ông về, đôi trường sinh nhi chữ phụ chữ quỳ hàng nên thọ trường phi cho xuống đôi đường. Thần nhân chiếu quang minh khai nhi thông minh khai khẩu thông minh thiết khai thủ túc bởi sục nhan thập cơ diệu vì chữ mã nhân. Ngoài man gì? Quang ở đây.
Trần Triều Hiền Thánh Hưng Đạo Đại Phương sắc phong linh tự quyết tiếp bạc tối tú anh linh lòng vần cánh hội ngày đại cát giờ đại an tháng 8 tiệc ca tháng 3 tiệc mẫu tháng 10 tiệc quan hoàng 10 chân thủ Nghệ An tối tú anh linh đồng thời họ Lê cùng gia trung thanh đồng họ Dương họ Vũ của ta ngày hôm nay nó biết mình căn cao chỗ làm vất vả chân duyên cả thường bắt lính mẹ miến nhận đồng số ăn tại nghiệp thờ tại gia thế mà nó trên châu thánh dưới châu thầy họ Lê về bản điện linh quang điện nơi đây cửa sông cửa suốt trên bến dưới thuyền nó thờ ta oai linh nó thiết lập đàn duyên mở tiệc làm vui nó tu sửa lễ nghi chân chay giấy mặn tò vàng cánh sớ dâng hoàng mười ngựa mã đồ y phục của hoàng của mẫu của chúa của cô để xin phát tấu kính phật tuyên kinh cùng hình phật thánh triều đình tam tứ phủ nó trợ thí cô hồn và nó nhất tâm cần đào áo tắm bắc ghế cha mẫu ngồi làm ngôi cho đức ông ta ngự để đón tháng tiệc quan hoàng mười chân thủ Nghệ An dẫn trình lính ghế họ Vũ họ Dương ngày nay nhất tâm về hầu bảy tạ trăm ngày tôn nhang cả tàu quan châu cầu mở phủ trình đồng mở ba tòa chúa mở cung tài khai cung lộc kho hoàng mười để chiêu tài cầu lộc hưởng vinh hoa thỉnh ta lại giúp ta về ta dám đền dám phủ dám phúc lưu ân ta dám đầu đồng đồng thầy họ Lê nhất tâm ta khám cửa đài khai cửa phủ nơi đây dám ứng lô nham bản đền bản phủ linh quang điện nơi đây ta chứng đền chứng phủ chứng lễ chứng mã chứng tấm lòng thành ban danh diện đồng thầy họ Lê cùng thủ nhang đồng chuồng họ Nguyễn họ Đỗ của ta ăn tại nghiệp thờ tại gia cao tay bói giỏi phép đồng trừ ta trị bệnh bói linh chữ quyết cứu đầu được đấy nhá ta trừ ta trị bệnh ta trái vần trái hạn cắt dây âm phủ rũ tội trần gian xóa chữ mực phê chữ son thêm hôi bồi sức tăng phúc tăng thọ cho gia chung họ Vũ họ Dương của ta từ nay trở đi từ chi trở về sau ăn như cũ ngủ như xưa đồng phải côn bóng phải ngoan bệnh âm phải hết bệnh trần phải tan ra ngoài làm ăn gặp ông có đức gặp bà có nhân sức khỏe dồi dào tiền tài dư dật trăm năm hạnh phúc chung đường cùng lối con cháu tạo hiền thông minh trí tuệ học tài thi đỗ công thành danh toàn lá cành xanh ngọt kế thế công danh nhá ta về ban khen thưởng cho pháp sư đồng thầy cho bốn ghế hầu ông cho các thanh đồng đào quan quan nhang quan bán quan quán quan cầu đồng anh lính chị đồng chị lính em bách gia chăm họ cho dân thôn bản hạ cho quốc thái dân an cho nhà nhà được hưởng ấm no hạnh phúc tuổi thọ sống lâu hết nhá. Phụ ai ơi
chiều khai tử đề thành ông Đông Hải ngoài thì xa lắm xa thật dài đảo hai đường kim chi cô nhất đất bạc xưa là đất cho mạnh cô nhất kim chi ngọc diệp danh xa thành xa trong ta và trong ơn lương thanh y xin được ban phục sự cô đơn
dòng niệm đi một biển. Còn thì đang nghi bê bê đi sức đã khói ngang
Xuôi xuôi xuôi, ôi
con suy lúc chạy về đâu, con cá ba lơ lơ đừng về suy con lai ba lơ lơ trên dòng sông vững nỗi nhớ nghe lời Chúa gọi lối suy trong trong má đời Chúa thương ai nhiều lắm đó cả những gì mưa rơi chưa dừng cả những tay tiên 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 bạn cho chắc họ giàu sang đời đời, bạn cho chắc họ đời đời giàu thank you.
Chúa Tiên, Chúa Bài Đệ Nhất Tây Thiên. Thank you.
chặt nở sớm đi màu xanh ngam. Trước hồi đó lòng đầy suy nhớ khi xưa thái tổ chiều lên một người con gái thôn đi mang sang bằng chè bằng nửa cơm làm cha bằng ý Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, khải tấu chú các sư tiên trà. Tuân phụng Như Lai thần tuân phụng Thích Ca Như Lai di giáo đệ tử thành ngoan thành chủ đốn thủ bạch bái cẩn tư luyến bạch cáo minh viên hiệu cẩn tú về Việt Nam quốc Bắc Ninh tỉnh thành phố Bắc Ninh đài Phách Vượng phú hòa tám mươi vũ kinh qua điện đường phụ phần thanh hiên cúng giảng đống thiên tiên lễ tạ bách nhật chính đống mở phủ cái mở có xin lộc cầu tài lộc bản mệnh nhân vật bình an sự kim thần tiên chủ thanh đồng trưởng thủ nhang lê kính khải phát danh lê thanh bình bán bệnh sinh ư kỷ dậu niên hành canh ngũ thập ngũ tuế cờ vì đại tấu dẫn trình đệ tử vũ hồng khanh bản bệnh sinh ngư đình mão niên hành canh tam thập xuất quế đồng thế dương thị bích ở hưởng bản bệnh sinh ngư tấn bùi niên anh canh tam thập mà tam tuế chi tiết tâm thành tiến lễ ta bách nhật đồng bỏ có xin lộc cầu ra anh hưng vượng ra nội bình an đồng uốn tiểu ngũ duy anh bản bệnh sinh ngư kỷ xỉu niên anh canh ngũ thập tuế thập ngũ tuế đồng vũ tu quỳnh bản bệnh sinh như cánh dần liên anh canh thập tứ tuế đồng vũ minh huệ bản bệnh sinh như kỷ hợi liên anh cánh ngũ tuế đồng gia quyến đẳng chi tâm thành tiên lễ kỳ an sự vậy quỳ trước điện tiền mà bạch rằng cúi đầu chăm lại rồi muốn tâu trạng văn này bày tỏ trước sau muôn lại chúa trên đầu soi xét đường hòa phúc phàm tình chẳng biết cái việc giữ lành mắt tục khôn qua biết làm tôn hương ghế đệm ba tòa biết lễ chúa làm tôi bốn phủ nghĩ pháp lạ ngẩn ngơ chưa đủ lễ bái hai tuần tiết chưa chăm tội tóc từ trăm rối nghìn vòng xin sám hối sơn lâm cửa chúa cảnh vinh hiển ơn trên rộng mở đường gặp đông thiên thang tốt ngày lành lòng con nay tưởng vọng sơn lâm cùng gia quyến nhất tâm vẹn cả mười hai cô núi dùm một quả trong rừng chúa có võng ngủ chơi cảnh sơn lâm dưới suối trên đồi chầu trực chúa mọi loài cầm thú ô sơn trang có mười hai bộ có võng dài móc rủ cây thông kẻ hầu hà chậu cá chim lồng dâng lên chúa vẫy vùng châu thổ có trạng văn thiên trình tứ phủ có văn từ đệ nạp ba tòa dâng công đàn trống độc sướng ca chầu trực chúa đôi bên vẹn cả ê dáng về đồng thần thông ký ứng phép vân đằng vũ giã thành thời chất trạng văn nhất thỉnh nhất lai cưỡi xe hoa tới nơi cửa phù gặp toàn gia vọng bái tâm thành đội ơn trên thanh chúa anh linh hạn giải ách kia phúc lai tai khứ giờ nay có chầu ngàn khai mở giang phúc cho phú quý vinh hoa người đề đã của lại đề đã được hưởng phúc nắng mưa biển cả thế gió người cho của hình cho người đường bán buôn mọi vẻ hanh thông được quý đầu tháng tám hội cha sau lại về tháng ba hội mẫu tác giả tưởng thân quỳ niệm tấu phúc ba tòa thanh mẫu ban ơn một lòng con vai kiều chân quỳ lộc tứ phủ vua bà ban lại nguyệt thanh phong thang tốt ngày lành lễ sơn trang có trạng tuyên trình xin tiến chúa độ cho vẹn cả cẩn trạng bạch trạng hữu
là quý mão niên là như là thập nguyệt sơ ngũ nhật các thời hòa nam thượng trạng. Chê mà Chúa ta về chứng tỏ bằng cánh chớ tờ chớ lá già, Chúa ta chứng cho pháp sư kêu đúng tấu lỗi tròn vành rõ nét đủ ý đủ tình nhá. Chúa ta chứng cho đồng thầy họ Lê cùng gia chúng đời đồng phu thê thành đồng họ Vũ họ Trường của Chúa ngày nay nhất tâm về hầu Chúa hoài linh nhá. Thầy họ Lê nhất tâm với chứng đền chứng phù chứng lễ chứng mã chứng tấm lòng thành, thế mà Chúa ban danh diện cho thủ nhân đồng thầy họ Lê cùng thủ nhân đồng trưởng họ Nguyễn họ đỡ của Chúa cho ăn tại nghiệp thờ tại gia cao tay bói giỏi phép đồng trừ tà trị bệnh bói đình chữ khuyết chiêu đầu được đấy nha. Hôm nay Chúa trừ tà trị bệnh, Chúa dạy vần dạy an, Chúa cho chữ mực về chữ tròn cho đôi đồng phụ thê thành đồng họ Vũ họ Trường của Chúa nhất tâm nhá. Từ nay trở đi trừ chi trở về sau, Chúa bồi đắp lộc tài lộc gần Chúa mang tới, lộc xa Chúa tiếp về, lộc thuộc mang tới, lộc phải Chúa mang lên nhé. Họ Đỗ họ Vũ họ Trường của Chúa nhà lầu cha ơi, ra ngoài làm ăn gặp ông có đức gặp bà có nhân, sức khỏe dồi dào tiền tài dư dật, con cháu giàu hiền thông minh trí tuệ học tài thi đỗ công thành danh toại kế thế công danh tuổi thọ sống lâu nhá. Có Trường nhá, Chúa về ban chân Trường cho pháp sư đồng thầy cho bốn ghế hầu Chúa cho các thanh đồng đạo quan con nhăn con bán con quán con cầu bắt cha chăm họ chân thôn bản nà ngày nay nhất tâm về dự canh đàn quá lễ hôm nay nhà nhà hưởng phúc người người hưởng lộc trên ngàn dưới tác của Chúa. Thank you.
duyên này cái quan sơ trang khi em còn quan nói sang đi bảo ai lên thao cao mày quê nhà đi Oh, my God.
và sơ trình. Chúc trình tật thanh sau trình của cha, con trình đề ta vì Chúa thường nề. Có kim ngân bạc và nghề lấy chúa sai thật kỳ cố tĩnh mạng nghề lấy chúa về bóng bóng và xói tâm đi để xem để thử tâm lòng kỳ ra sao ý ai son sắc tốt tươi sườn già lên trên ngàn năm quả nhiều hoa lên trên ngàn nhiều lên trên ngàn năm quả nhiều hoa hai hoa kia non cao, vì mơ bao xa.
Chúa đói lòng thương yêu,
số giờ vui nghe. Chuông ái cuốn dòng sơn trà nghe tình tình hay mang mang chúc mang mang xa nghe bằng che mang lứa ơn hàm trà về nghe ơi nghe à. Khai hoa xuân nhan phất cờ diêu chúc về chỉ tam duyên nga đi ta cũng ra kịp hồ hoàng thân thân thờ thanh chúa thiên chúa vương thánh sau trình vua cha con trình lên công chúa thác bờ ơi à. Chúa về trình lễ sư cha nghe lão là dân tư có kim nhật bà mà nghe lấy chúa sai thật kỳ cố tiên chúa hát chiều với sông Đà dọc đạp sông Đà và hấp suy từ hát miếng suy rút chút chiều về toàn họ phát tới họ rồi
rực rỡ, mùa xuân thì một hoa rực rỡ, mùa thu về hoa cúc vàng tươi, mùa thu về bông hoa cúc vàng tươi, rực rỡ rỡ trên sườn núi sau những đèo đường mèo pha, rực rỡ rỡ trên sườn núi sau những đèo đường mèo đi về. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống nhờ thiên hồ. Sống nhờ thiên địa đỏ ngang nhớ bên cả chúa thương thành thành đồng nghi mà lòng lòng đi xa xa xuống sao em. Ai đi lễ mẫu hòa bình thường ý nghĩ ai đi lễ mẫu hòa bình trước vào đền chúa mới về đền đi côi trên sông là bạc y xoan thanh xá hồi cùng lập phương lập yêu gió sáng đi đờ bàn tay đi chúa và lập mơ phương thank you.
bệnh chúa hành nghi cho liên đi vị chân tay phải đi đi thánh mời thầy đi nguyện văn sớ tâu minh bạch từng câu dân văn đi cả hát nguyện câu đi
Mà đỏ trên đường đi làm
chiều khói tỏ màn sương đi.
dùng hoa đẹp phì là dân bộc y đồ cho thành đồng sinh đang đìa sai na 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 đỡ đỡ hoa hỉ thương thành hành động đi vô quan đường xa.
đồng gần xa, độ cho đệ tử nhà nhà vui, chùa độ cho hết khắp mọi nơi. Lập lập nghị cho muôn dân lập lập đề. Chọn đôi lấy, lấy chọn đôi lấy tôi.
đời đời bao sai. Bao sai bao sai nên hạt chưa ai chăm hoa, chăm hoa chăm hoa hai hoa ba gì đi đi. Biết bao thay đời chưa mong ban khen, biết bao thay đời chờ mong ban khen. Đường đi mình mờ ngàn trâu mưa lối đò đi đi mờ nước chảy về đâu ơi nước chảy về đâu nước buồn gì sao nước chảy ào ào nước buồn tóc tóc rách ơi tiếng đàn tiếng phách hát vang nơi chú đi lên nhà chú đi xuống suối cuối ta ba ta đuổi đời hát đi ta ba ta đuổi đời ơi rừng ơi ơi suối trời rừng ơi suối ơi cao đủ đỉnh một tình chua hay hoài hai trăm phục hoa hà đẹp vì sức công y đồ cho thanh đồng phục đặc đặc hà sai na 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 đông đông hoa hủy hoa hồng y giang yêu kiều xinh quá là xinh người sinh cảnh cũng yêu tình người sinh cảnh cũng lung linh khác thường bóng tôn hoa ni cung cung thình thình mời
khai quang nghi xúc nhan thấp thấp cơ diêu ốc về chính đàn thiên ngã đức tăng cung phản kỳ phong hoàng tân và thành chúa thiên trung vương. Ban đáo ban khăn nông vì ban đáo ban khăn đi ban cho đồng đồng tử một tập tập khăn khăn đồng đồng lịch sử vọng vọng ban cha. Lại đây là tôi.
trị tạ sai bình bổ huynh lì. Tiên binh vạn mã xa đi hằng hà cờ thần sai dân thắp phương nghi. Văn văn sơ tiên dân ghi ngân vàng tiên dân niêu về tô đôi chép biết rõ ràng ông về chúc lễ cho đồng. Bản đẹp bản phụ vinh quang đến nơi đây
gọi tông gọi thuốc trên bến dây thuyền phục thọ quan anh quay lên nhá. Ta chứng nhận chứng phụ chứng lễ chứng nghĩa chứng tấm lòng thành, ta chấp nhận kim ngân quảng mã tiến cống về các cung các cửa. Hôm nay ta sẽ đi chống đối với dân đình hoài cổ đại quân tứ phủ trên năm quân trang trên ngàn dưới tá. Ta sẽ tấm bằng đẹp lòng quan trên đẹp lòng quan dưới nhá. Thủy phủ
văn và sơ sức lên từ nay văn sức lên đi ông về tô đôi chép biết rõ ràng phê cho tiên chủ mình mang. Gà đang thấp hòa ấm từ bi bất bất chung sinh phố gã kinh tỉnh đệ phòng nhạc thấp cờ diệu ông về chung mã nhân. Lấp biển đông
phèn nghề ước ước ông phèn thân sông nghĩ hoa mạng đặng bạn sinh thành tư chất trong nhà thình người hoa tư vương hoan phí phương diện mạng đoan trang khác thường quyền thay chúa phép bầu quan đi phép bầu quan tôi tu anh ninh nhi lấy quan truyền đi thi bộ chữ dinh chỉ để đại pháp vì đến chân thế gian mãi thuyền lan đi mãi thuyền lan lôi thank you.
đầu
tôn quan tuân người thục đi chung quân dặm tháng hai đàn nhân đi sinh thần. Tâm tình giải nguyên
biết cùng ai tàn việc quân cơ. Cảnh đất nước đang trong thời phân nô, giặc ngoài băng dày xéo non sông. Cả cuộc đời quan lớn tuần phò tá vua anh tông, quan không thờ hai chúa không tùng, giặc ngoài quyền theo thần.
thầy mát thế, tôi xin ông cứu khổ độ, xin ông mang nước hoài về tập cho chiến tía bọn được hưng mong. Nguyện công đường tổ miêu y bái ông vì khai chiếu khắp viên đi cho ba cô ông mạnh mạnh hậu tiền ai ai cũng được thoát lên trên trang tài. Mười con nguyện tiến tài cốc tiến đi thác đi rồi bỏ tiếp chi đâu nay để tụi con đặt đặt gối tàu quỳ mãn chiều xây bóng theo đầu tất cả đường. Trời tôi thành xa mười cùng bát hải đội đội người con vua trai bát hải đồng tình thành xa mười cùng tiền tiền thành trên ngàn kiếm sức vận vận đi tiền thành trên ngàn điền lúc cuộc tuần qua đi giác đầy đêm đông đông đi cuồng đi sương đi rơi nát nghe tiếng gió sao giạt lắm cánh về yêu cánh cánh nghĩ
để cho cánh đồng khỏi nói. Chùa Bà Bì xa áo xa khăn đi, xa cho đệ tử một tấm đi khăn hồng đi. Phải phủ thiên thai đệ tam châu, phải phủ thiên thai là thiên giai. Đất đất thai quê nhà ra từ sắc vua phong châu đệ tư phật xa. Xưa nên thiết lập một tòa châu năm vua cảnh vào ra sư triều. Sóc phong trồng đục đục tung tung nướng nướng bốn bốn dòng dòng trần trần thì xinh xinh như dân dân thường thường. Châu bảy cho tôi ninh tích xuân người mời giáng sinh tài hào. Dâu văn tiên thanh bắt nàn đền thờ đại tư bắt nàn tiên ta. Chiến mưa chiến suối vào xa thịnh mời châu kính bước ra ngự đồng. Đồng bỏ chi năng nghi chờ mười tư tiền cứu dân tiền chiều. Bắc lẹ bao xa có ai đi, bắc lẹ bao xa ai đi. Quan hoàng cả bậc sinh tài thanh nghi phép lạ thường ngự cảnh sân tiền. Quan hoàng triệu là con vua đời thứ hai vô lê thái tổ quản khai trong chiều. Mặt nước lạ lùng biến lên mặt nước lạ lùng rõ ràng hoàng hậu. Lên đất bảo hà nhãn ai lên đất bảo hà lên mùi phong nguyện sơn thanh gia. Chân thu nghe hát đi đức hoàng thượng. Có nhà nhà khói để đám thì nào trong tình có chúng ta vui.
Nội chỉ tới để tay điên tay
nhất tuần sơ dâng nhất tuần sơ dâng nên điện ngọc vua tha mẫu các o lần thời là mời rước ông hoàng mời sưởi ngô sưởi ngô sưởi rước ông hoàng mời sưởi giọt chén rượu đào chúng dâng lên bệ dâng dâng tình kinh vua dâng dâng tình kinh mõ cửa huế dâng dâng mời làm mời rước quan hoàng mời sưởi các cô dâng mời rước quan hoàng mời sưởi thank you.
Huyền quan hoặc người dập dìu trên sông sóng nước mênh mông. Hương ngát bay trong đêm, lòng nước hoàng thủy lâng lơ. Khi xanh sáng sau buồn đời, dựng cờ giữ yên trời lang. Buồn dần là bắc hàm tùng thờ hoàng, thờ cho lo nước bình an. Lắng mưa không bên con xin hoàng chúc cho lòng có tâm thơ theo cánh nhạc đời người về xứ tiên chơi làm đi một dân bạc bạc chúc làm phục thờ hoàng độ cho lòng đưa bình an đi cho nhà yêu đất sầu. Vâng, xin vấn đề một tràng phát tay, xin chân thành cảm ơn.